Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Và trong số Tokyo Tech and Tips lần này thì mình sẽ chia sẻ với anh em newbie và những anh em nào mà đang chuẩn bị chơi flycam hoặc drone một cái tip nhỏ nhỏ. Nhỏ nhưng mà có võ đấy, rất là quan trọng với anh em luôn. Đó là cách để anh em có thể xem map, check xem là vị trí nào anh em có thể bay và những vị trí nào anh em bị cấm bay. Rồi, để không làm mất thời gian của anh em thì mình sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn luôn nhé. Với những anh em nào mà đang sử dụng thiết bị của DJI như mình thì anh em sẽ có một cái app tên là DJI Fly. Ở trong cái app này anh em sẽ bấm vào đây, Altitude Zone. Anh em có thể check được là đây là khu vực mà anh em đang đứng, là cái chấm màu xanh này. Zoom out ra một chút thì ta sẽ có một cái khu vực màu đỏ. Đó là những khu vực mà anh em không được phép bay vào. Rồi, mình sẽ kéo lên đây một chút. Chúng ta sẽ check ở một khu vực khác. Đây, và anh em có thể thấy khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nó sẽ chia ra thành 3 khu vực màu, màu xám, màu đỏ và màu xanh dương. Anh em có thể check được là khu vực nào anh em được phép bay, khu vực nào anh em bị hạn chế tầm cao, hoặc là khu vực nào anh em phải xin phép ở trong cái chấm than này. Nó ghi rất là rõ cho anh em có thể tham khảo thêm nhé. Ở đây thì nó mặc định là tiếng Anh, anh em có thể cắt màn hình lại rồi sang Google dịch lại cho anh em. Tiếp đến là cách thứ hai, với những em nào mà không sử dụng những thiết bị của DJI, không cài cái app DJI Fly kia, thì anh em có thể lên trên Google, gõ từ khóa là Drone Map. Ở trong từ khóa Drone Map này thì anh em sẽ có rất là nhiều cái trang web anh em có thể check. Và mình thì sẽ tin dùng DJI, nên là mình sẽ vào Geo Drone Map Fly Safe của DJI. Cho phép này. Rồi ở trong đây thì anh em sẽ có một cái giao diện tương tự như ở trong app kia. Anh em có thể check được vị trí của anh em đang đứng này, vòng tròn đỏ này, khu vực ở trên đây, màu xám là hạn chế độ cao, màu xanh là anh em phải xin phép. Tương tự thì anh em có thể check được những cái thông tin của những vùng màu ở trong cái dấu hỏi chấm ở phía trên này. Đấy nhá. Bấm tích hiện hết lên này. Anh em sẽ có thêm màu cam và màu vàng nữa. Vừa rồi là một chia sẻ nhỏ của mình cho anh em nào mà chuẩn bị chơi flycam, drone hoặc là như anh em newbie. Mong rằng nó sẽ có ích cho anh em nhé. Và nếu thích video này thì nhớ like và subscribe channel của Tokyo Camera để nhận được nhiều thông tin hữu ích nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Tạm biệt anh em.